Vũ Hồng xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà. Nó là một căn nhà đang làm phòng cho thuê, dịch vụ cho thuê phòng ha. Thì có 12 phòng đang cho thuê. Thu nhập nó là khoảng 25 đến 30 triệu một tháng nha. Mình có 12 phòng trọ ha. Đối diện với trường tiểu học Khánh Bình nè. Đó, trường đây là trường tiểu học Khánh Bình. Rồi bên kia là trung tâm y tế phường 3 quận 8 ha. Còn phía bên đây, đây là bệnh viện điều dưỡng quận 8. Bệnh viện điều dưỡng quận 8 và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh ha. Đi thẳng là ra khu dân cư Đông Sơn. Còn mình đi hướng này thì ra bên đường Tạ Quang Bửu, đường Phạm Thế Hiển ha. Thì gần cầu chữ Y, đi qua quận 1, quận 5 rất là gần luôn nha. Đây là trường tiểu học Khánh Bình ha. Vũ Hồng xuất phát từ trường tiểu học Khánh Bình, Vũ Hồng đi vào trong căn nhà cho cô chú chị bạn xem ha. Căn nhà mình địa chỉ là 287/21/2, đường Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đang có 12 phòng trọ cho thuê. Chủ đang kêu bán là 5 tỷ 8. Trước đây là chủ kêu là giá là 6 tỷ 6, nay giảm 800 triệu còn 5 tỷ 6 nha. 5 tỷ 6 ha. Diện tích đất là 73 m². Đó, đi vô cái hẻm 287 này. Lộ giới là 4,5 m đến 8 m. Và hẻm này là hẻm chùa Từ Thạnh ha. Rồi, hẻm ô tô vô được nha. Thì căn nhà này thì có gì chiều ngang là 4 m, chiều ngang là 4,5 m, chiều dài là 12 m, nở hậu phía sau là 8 m. Nở hậu là 8 m ha. À, hẻm này là hẻm 287 nè. Hẻm rất rộng luôn nha. Cô chú anh chị bạn nào xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng ha. Còn nếu có nhu cầu tìm hiểu nhà thì liên hệ Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem ha, và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Hẻm này là hẻm 287. Phía bên tay trái là số chẵn, bên phải là số lẻ. Mình tới ngay chỗ chùa Từ Thạnh là mình rẽ phải ha. Căn nhà nằm tay phải luôn nha. Chiều ngang nhà mình là 4,5 m và chiều dài là 12 m, nở hậu là 8 m nha. Đó, khu vực này khu dân cư hiện hữu toàn bộ luôn ha. Nhà cửa cao ráo. Đây có nhiều xe sang ghê. Đó, khu hiện hữu ha. Đây có nhiều cái cao ốc xây quá trời luôn. Đường này đường ô tô được ha. Nhà mình là hướng đông nha, gần khu dân cư Trung Sơn, gần cầu chữ Y, gần chợ Gạch Ông. Xin nhắc lại địa chỉ là 287/21/2, đường Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ha. Cái màu vàng vàng đó là chùa Từ Thạnh á. Hẻm này còn đi thẳng được nhưng mà mình rẽ phải nha. Rẽ phải là nhà mình lên tay phải luôn. Đó. Bên đây là hẻm số 21 nè, mình rẹo lên đây nha. Đó. Từ đây ra ngoài mình nhìn ra ngoài đường lại nè. Đó, nhìn ra đường lại đó. Đầu đường là trường Khánh Bình ha, trung tâm y tế phường 3 quận 8. Ở đây là chùa Từ Thạnh nè. Rồi mình sẽ đi thẳng vô nhà mình nằm bên tay phải nha. Đó, nhà mình cái căn nhú nhú cao cao đó đó, một trệt hai lầu. Giá bán là 5 tỷ 8 nha cô chú anh chị bạn, 12 phòng đang cho thuê. Đang cho thuê, Vũ Hồng quay bên ngoài phòng thôi. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh khép kín hết. Đây, hẻm trước nhà mình đây ha. Đó, căn nhà mình đây ha. Đó. 287/21/2 ha. Chiều ngang qua cái cạnh tiếp xúc này qua bên kia là được 3,3 m nha. 3,3 m ha. Đó. Đó.
Nhà mình nhìn hướng này là hướng bắc, còn hướng ra cửa này ra là hướng đông. Nó hẻm ô tô vô được ha. Rồi dưới hồng vô trong nha. Đây phía ngoài nè. Khu hiện hữu nha, bên tay phải là bệnh viện điều dưỡng quận 8. Có hai lớp cửa bảo vệ nè ha. Một lớp cửa ngoài và một lớp cửa bên trong. Đó, nhà mình nè ha, một trệt với hai lầu ha. 12 phòng trọ đang cho thuê nha. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh. Đây có chỗ để xe rồi riêng biệt hết ha. Mở đèn, quay đèn cho nó sáng. Mới cứ dặn cái đèn vô ha, dặn cái đèn vô cho nó sáng. Rồi, Hiếu Hồng quay cho cô chú chị bạn xem nha. Chỗ để được xe rất là nhiều xe luôn ha. Ngoài này để được 2, 3, 4, 5 xe luôn. Trong đây hai hàng xe để được 2, 4, 6, 8, 10 chiếc luôn. Mười mấy chiếc luôn ha. Để thoải mái luôn nha. Có camera an ninh giám sát luôn ha. Bên tay trái là hai phòng, ở dưới trệt này hai phòng, bên tay phải một phòng. Tại nó chiều dài ngang qua đây nè, ngang từ đây qua đây là 4,5 m, từ đây nè qua đây là 4,5 m, 4,5 m chiều dài, là chiều dài qua đây xuống hết đuôi á là 12 m. 12 m thì mình chừa cái sân phía trước này, rồi chừa thêm cái chỗ để xe vòng này, thay một phòng ở trên nè. Một phòng nó giống như vậy nè, nó như đây nè, một phòng y chang vậy nè. Đó là để xe nè, có nhà vệ sinh khép kín luôn ha, có điện riêng, nước riêng, cáp riêng luôn nè, camera an ninh nè ha. Đó, lối đi này thì khoảng một ba miếng gạch, ba hơn ba miếng gạch chút xíu. Đó, có phòng số 2 nè ha, phòng số 3 nè ha, phòng có quạt hút luôn nè. Đó, phòng này nở hậu là 8 m về mấy đây nè, nở 8 m về mấy đây. Ở đây hai phòng có quạt hút luôn ha. Phòng nào cũng có quạt hút, có đồng hồ riêng hết ha. Đang cho thuê là 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một tháng nha. Ở dưới đây thì cô chú anh chị bạn hình dung được ha. Đây nè, cái cửa đi ra. Cửa đi ra, ở đây chỗ để xe. Và đây bên trái hai phòng, bên phải một phòng. Ha, nó nở về bên đây nè. Đó, nó nở dài về tới bên đây nè. Đó, phòng mình lên tới đây. Đó, tới đây nè, tới đây nè, dài qua đó. Rồi bây giờ vô phòng lên trên lầu ha, camera gắn để quan sát xe nè, nhiều lắm ha. Camera đầy đủ hết nha. Ha. Rồi vô phòng lên trên lầu ha. Lên trên lầu nha. Đang cho thuê 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một tháng, 12 phòng. Đó, đi ra ngoài. Để được rất là nhiều xe luôn nha. Cái cầu thang đi lên. Đó, đây một phòng ha, phía trước nè, phòng phía trước nè. Ở dưới này thì để xe. Đó. Bên đó là chùa Từ Thạnh ha. Sân trước nè, sân trước nè.
cầu thang lên trên lầu ha. Ở đây cũng có camera an ninh. Đây. Rồi. Để có phòng nào quay nhờ xíu. Chị em quay nhờ cái phòng xíu, không quay mặt gì đâu. Em không quay mặt chị đâu sợ. Nhìn này ha, ở trong là có nhà vệ sinh khép kín luôn ha. Anh Trường với anh Sơn nó làm nhà vệ sinh khép kín luôn ha, bên trong luôn ha. Mình không quay mặt ấy đâu, quay ở dưới thôi. Rồi. Cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Bên đây cũng một phòng. Bên giải ở dưới đất thì có hai phòng bên trái thôi. Còn bên tay phải ở trên lầu 1 thì có 3 phòng. Có nhà vệ sinh khép kín bên trong ha. Phòng này là phòng thứ 5. Phòng này là phòng thứ 4. Đây là phòng cuối cùng, phòng thứ 6, cuối cùng đây ha. Phòng thứ 7 bên tay phải. À có chủ hết ha. Phòng thứ 7. Đó, đồng nào cũng có điện riêng, nước riêng hết ha, điện riêng hết nha, đồng hồ riêng hết. Rồi trên lầu 2 nha, như vậy là ở đây phòng này, ở đây là được 4 phòng. Trên lầu là 1, 2, 3, 4. Rồi lên lầu tiếp ha. Đó, chiều ngang là 4 mét mấy nha, đằng đó cũng có camera an ninh luôn. Rồi, đây một phòng. Phòng thứ 8 nha. Đây phòng thứ 9 ha. Đây phòng thứ 10 ha. Đây phòng thứ 11 ha. Đây lên trên nè. Nó có cái sân thượng của tên ở ngoài nè ha. Đó. Bên kia là chung cư Ngọc Phương Nam. Rồi bên đây là trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi bây giờ Vũ Hồng xin nói là thông tin của căn nhà này nha. Cái căn nhà này địa chỉ là 287 xẹt 21 xẹt 2 đường Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, gần trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, gần bệnh viện điều dưỡng quận 8, đối diện với trường Khánh Bình. Căn nhà này thì có diện tích là 73 mét đất, chiều ngang là 4 mét rưỡi, chiều dài là 12 mét. Cái đoạn nở hậu ở cuối 4 mét cuối cùng là nở hậu ra 8 mét nha. Nhà mình thì có chủ quyền hồng, hoàn công đầy đủ. Hiện tại là đang có 12 phòng đang cho thuê, thu nhập khoảng 25 triệu một tháng. Nhà có hướng chính là cửa chính là hướng Bắc, cái cửa đi ngang qua là hướng Đông. Đó, chủ nhà lúc trước là kêu là bán 6 tỷ 6, nay chủ giảm còn là 5 tỷ 8 ha, 5 tỷ 800 triệu đồng nha. Một căn nhà gần quận Trầu chữ Y, gần chợ Gạch Đông, gần quận 1, quận 5. Đó, đang cho thuê thu nhập khoảng 25 triệu một tháng. Giá đang kêu bán là 5 tỷ 800 triệu đồng nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì hãy liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh Nhà Đất Tài Thành ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp
dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà, gặp chủ nhà thương lượng về giá cả ha. Mùa này, mùa dịch này mà mình mua nhà này, mình cho thuê có thu nhập ổn định thì ok ha. Tiền gửi ngân hàng thì mình cũng không biết như thế nào. Thì cô chú anh chị bạn xem xong nhớ cho Vũ Hồng một like ha. Rồi thấy bạn bè người thân của mình có nhu cầu mua một bất động sản để vừa cho thuê như thế này thì hãy chia sẻ clip này cho họ để họ tìm hiểu và mua được nhà nha cô chú anh chị bạn. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video của nhà lần sau ha. Vũ Hồng xin chào nha.